Hôm nay mình tập âm G. G. Girl. Girl. Give. Give. Get. Get. Với âm này mình để miệng giống như khi phát âm âm k, nhưng khác lại khi mình phát âm âm g này thì mình phải dùng kèm thêm thanh quản. G. Egg. Egg. Drug. Drug. Pig. Pig. I saw a ghost again. Ghost. Again. I saw a ghost again. My guitar is too big for me. Guitar. Big. My guitar is too big for me. There's a bug on your rug. Bug. Rug. There's a bug on your rug.